Xin chào các bạn, tôi là Phil. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta tạo ra một cảnh VBX như thế này. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào bài video hướng dẫn. Đầu tiên thì tôi sẽ đưa cái sụt video của tôi xuống Clip Timeline. Ở đây thì tôi có gửi cho các bạn những cái file cũng như là sụt footage ở dưới dạng media file. Các bạn có thể download về và thực hành. Trước hết tôi sẽ tạo một cái vùng chất trên mặt phẳng cái đồng hồ LED này bằng cách chọn layer sụt mà chúng ta vừa đem xuống khung làm việc timeline, và các bạn vào menu animation chọn check in motion AI. Ở đây chúng ta cứ nhấn chọn OK. Tôi sẽ thiết lập một cái vùng chắc trên mặt phẳng đồng hồ LED này. Tôi sẽ zoom lớn lên và thiết lập một cái mặt phẳng chắc. Tôi sẽ chọn công cụ Bitch Tool để di chuyển những cái điểm trên mặt phẳng chắc sao cho nó phù hợp với cái vùng mà chúng ta chắc. Giờ thì tôi sẽ thiết lập cái phần min phần trăm pixel user này. Tôi sẽ chỉ cho nó là khoảng 50 và đặt đánh kiện vào cái property. Khi mà hoàn thành xong rồi thì chúng ta bắt đầu check-in. Phần check-in của chúng ta đã xong. Giờ thì tôi sẽ thiết lập cái tên cho cái layer check-in này. Tôi sẽ đặt tên cho nó là check-in 1. Tiếp theo tôi sẽ tạo một cái vùng render surface. Click Z và chúng ta zoom lớn cái vùng màn hình lên. Tôi sẽ chọn công cụ Bitch Tool và tinh chỉnh cái vùng banner surface này. Tôi sẽ bật chế độ cường độ sáng lên để chúng ta có thể thấy được cái phần mà chúng ta sẽ thiết lập. Ok, giờ thì tôi sẽ tắt cái cường độ sáng này đi. Các bạn nhấn phím Shift Tab để về lại khung hình 100%. Tôi sẽ xuất cái vùng check-in này qua phần mềm After Effects. Các bạn có thể vào File chọn Import Check-in Data, và chúng ta cũng có thể chọn Import Check-in Data phía bên dưới màn hình này. Ở đây thì phần format tôi sẽ thiết lập là Spot, OGWAP and Motion Import, và tôi chọn Copy to Report. Tôi qua lại phần mềm After Effects. Tôi sẽ đem cái sụt footage 1 xuống vùng làm việc timeline. Tôi vào Edit, chọn Bay. Thì các bạn thấy là cái sụt footage của tôi nó đã nằm gọn trong cái vùng mà chúng ta đã check-in và thiết lập cái mặt phẳng lên surface.
Giờ thì tôi sẽ view để xem thử nó đã chắc chưa. Ok, tiếp theo tôi sẽ thiết lập một vài key effect cho cái footer này. Tôi vào effect, chọn blur and sharpen, chọn fast blur. Ở đây thì tôi sẽ đặt là 0,5. Và đánh kiện vào phần grid. Tiếp đến tôi sẽ vào effect, chọn style, chọn blur. Tôi sẽ thiết lập cho nó là 58. Ở đây tôi muốn có một cái background mới chứ không phải là một cái vùng hiển thị màu đỏ như thế này, nên tôi sẽ tạo một cái solid, new solid. Tôi sẽ thiết lập nó là một màu xanh da trời. Ok, tôi sẽ vào lại phần mềm Mocha và nhấn chọn import checking data. Tiếp tục y hệt như hồi nãy, tôi sẽ copy to clipboard. Tôi chuyển qua phần mềm After Effects. Tôi vào Edit, chọn Bay. Tôi sẽ cho cái layer này nằm phía bên dưới cái số footer của tôi. Tôi sẽ bật cái layer số footer của tôi lên. Tôi sẽ để chế độ hòa trộn cho hai cái layer này là Add. Tôi muốn thiết lập thêm cho cái background màu xanh dương này một cái chế độ y hệt như chế độ effects của cái file footer 1 này. Tôi chọn fast blur và flow, tôi edit copy, tôi vào lại layer cái background màu xanh này và vào edit chọn bay. Tiếp đến thì tôi muốn ở phía bên góc này có những cái dạng như đèn nhấp nháy chẳng hạn, thì tôi sẽ vào lại phần mềm Mocha. Tôi sẽ tắt cái phần chicken này đây và tạo một cái phần chicken mới. Các bạn nhấn phím Z và zoom lại. Tôi sẽ thiết lập một cái vùng chicken phía này. Tôi sẽ quét chọn tất cả và cho nó vuông góc. Dùng công cụ Bitch Tool để di chuyển các cái điểm trên mặt bằng chicken. Ok, tôi sẽ thiết lập một cái planar surface. Ở đây thì tôi sẽ liên kết cái layer 4 này, tôi sẽ đặt cho nó là chicken 2 đi. Tôi sẽ liên kết cái chicken 2 này với cái chicken 1 bằng cách chọn cái phần link to chat phía bên dưới và tôi sẽ liên kết chicken 1. Thì mặc định nó sẽ hiểu là cái phần mà vùng chicken của chúng ta nó sẽ được liên kết với cái phần chicken 1 vừa nãy của chúng ta. Chúng ta không cần phải chicken lại. Ok, tương tự thì các bạn cũng chọn import chicken data và chọn phần support RGB RG Warp Emoji Import và chúng ta nhấn copy to clipboard. Tôi vào lại After Effects. Tôi sẽ tạo một cái solid. Tôi đặt nó là màu trắng. Màu trắng của ánh đèn nè. Ok. Tôi sẽ vào Edit chọn Bay. Thì các bạn thấy là cái vùng layer của chúng ta nó đã được hiển thị vào trong cái vùng mà chúng ta checking hồi nãy. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cho cái layer này một vài cái effect. Tôi vào effect, chọn blur and sharpen, chọn fast blur. Tôi sẽ để là 0,5 và đặt chế độ repeat. Tiếp đến tôi sẽ vào effect, chọn style, chọn blur. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cái phần blur ratio là 16%. Phần blur radius tôi sẽ thiết lập là
24%. Giờ thì tôi muốn cho cái đèn này của tôi nó nhấp nháy, và tôi sẽ chọn cái layer và nhấn phím T để mở opacity ra. Tôi sẽ đánh kiện vào cái đồng hồ này. Tôi sẽ di chuyển đến khoảng 5 giây, sorry, 5 frame, và tôi giảm xuống còn 20%. Tiếp đến thì tôi sẽ di chuyển đến 10 frame và tôi copy cái điểm key đầu tiên, Ctrl C, Ctrl V. Các bạn nhấn Enter Left và nhấy chuột vào cái biểu tượng đồng hồ này. Tôi sẽ thiết lập cho nó là 1 ạ, đúng không ạ? Tôi sẽ render review có thật. Thì các bạn thấy là cái đèn của chúng ta nó đã bắt đầu nhấp nháy. Nó hơi chậm nên chúng ta sẽ kéo cái phần chicken, phần keyframe này của chúng ta xét lại. Các bạn nhấn Alt Left và kéo lại. Ok, có vẻ nó nhanh hơn rồi. Tôi sẽ cho nó gần hơn một xíu nữa. Ok, tiếp theo thì tôi cũng sẽ thiết lập một cái đèn cái bên này. Tôi sẽ cho nó thành màu đỏ. Tôi sẽ vào phần mềm Mojave và thiết lập một cái vùng checking mới. Các bạn zoom cái vùng hiển thị màn hình của chúng ta lớn lên để chúng ta có thể tạo được vùng checking ở cái điểm này. Tôi sẽ tắt cái Blender Surface đi. Tôi sẽ quét chọn tất cả những cái điểm check trên cái vùng và tôi chọn cho nó vuông góc. Tôi sẽ sử dụng công cụ Bitch Tool để di chuyển. Ok, giờ thì tôi sẽ thiết lập cái tên cho cái layer này. Tôi sẽ đặt tên là Checking 3. Tôi sẽ thiết lập cái một phần Blender Surface. Tôi sẽ liên kết cái checking 3 này với lại cái checking 1 ở phần link to check này. Giờ thì tôi sẽ vào import checking data và chọn chế độ RGB and Motion Board và chọn copy to clipboard. Tôi chuyển qua phần mềm After Effects. Tôi sẽ tạo một cái layer new solid. Tôi sẽ đặt chế độ là màu đỏ. Ok, tôi sẽ vào edit, chọn bay. Thì các bạn thấy là cái phần layer màu đỏ của chúng ta nó sẽ đã hiển thị trong cái vùng checking phần mà chúng ta thiết lập lên Surface rồi. Tôi sẽ cho nó hiển thị cái phần effect y hệt như cái điểm sáng ánh đèn này màu trắng. Tôi vào lại cái layer ánh đèn màu trắng, tôi copy cái fast blur và cái flow, edit copy. Tôi vào lại layer màu đỏ và tôi thiết lập là edit fade. Ở đây thì tôi sẽ giảm cái phần Cloud Radius này xuống còn 5. Tôi sẽ copy cái phần Opacity là cái phần mà tôi đã thiết lập cho cái ánh đèn nháy. Tôi sẽ chọn Edit, sorry, tôi sẽ chọn Opacity của cái phần đèn sáng này, màu trắng này, vào Edit, chọn Copy. Và tôi vào lại cái layer màu đỏ này. Tôi nhấn phím T để mở Opacity vào. Tôi chọn Opacity và tôi chọn vào Edit, chọn Bay. Tôi muốn thiết lập cho nó chậm hơn cái phần ánh sáng màu trắng này. Tôi nhấn Alt Left và di chuyển cái phần điểm key ra một xíu. Ok, giờ thì tôi sẽ review và xem thử. Tôi sẽ chọn cái layer màu đỏ này để chế độ hòa trộn là Add y như cái layer màu trắng. Tiếp theo thì tôi sẽ tạo một cái vùng loát ánh sáng trên cái mặt hiển thị đồng hồ phía bên góc này. Tôi sẽ tạo một cái composition mới. Ok, tôi tạo một cái solid, layer new solid. Tôi đặt chế độ nó là một màu xanh chẳng hạn.
Ok, tôi sẽ thiết lập một cái vùng mask cho cái layer này. Ở phần mask 1 thì chúng ta chọn là subtract. Và các bạn nhấn phím F để mở cái mask filter ra. Tôi sẽ tăng cái cường độ mask filter lên tới 1000. Tôi sẽ nhấn phím B để mở opacity và di chuyển cái phần ánh sáng này của chúng ta nó ra ngoài màn hình. Tôi sẽ keyframe position di chuyển đến 10 frame và tôi cho nó lướt qua mặt màn hình như thế này. Tiếp tục, tôi muốn cho nó có một khoảng cách thì nó mới sẽ tiếp tục cái phần loát một lần nữa. Thì tôi sẽ di chuyển cái thanh trường ra một khoảng và tôi đánh kiểm cái layer này, sorry, đánh kiểm cái keyframe position này và tôi nhấn Alt+S nháy vào cái biểu tượng đồng hồ này. Tôi sẽ thiết lập y hệt như thiết lập những cái ánh sáng hồi nãy là lock shift gạch ô bộ mặt, đúng không ạ? Tôi sẽ review và xem thử. Nó hơi chậm nên chúng ta sẽ quét chọn tất cả những cái điểm key và nhấn Alt+S như hồi nãy. Chúng ta di chuyển về cho nó thu gọn lại. Tôi sẽ tiếp tục cho nó thu gọn hơn nữa. Vậy ok rồi. Giờ tôi sẽ chuyển qua suốt 1. Tôi sẽ vào lại phần mềm Mocha-e. Tôi sẽ thiết lập một cái vùng chắc mới cho cái hiển thị ánh sáng loading như thế này. Tôi sẽ tạo một cái vùng chắc. Tôi sẽ tắt cái mặt phẳng Render Surface đi và thiết lập những cái điểm chắc trên cái vùng chắc cho nó trở thành vuông góc. Tôi dùng công cụ Bisect Tool để di chuyển các cái điểm cho nó cân bằng. Tôi sẽ thiết lập cái mặt phẳng Render Surface. Ở đây thì tôi sẽ đặt cho nó cái layer là Checking 4. Tôi sẽ liên kết cái checking 4 này với cả checking 1 và tiếp tục chúng ta cùng chọn Import Checking Data và chọn phần OxyWap and Mochambot. Chúng ta nháy copy to report. Tôi chuyển qua phần mềm After Effects. Tôi sẽ đem cái suit COM 2 mà chúng ta vừa tạo vào cái khung làm việc timeline của suit 1. Tôi vào Edit, chọn Play. Giờ thì tôi sẽ review và xem thử. Ok, cái phần mà chúng ta thiết lập nó đã được nằm gọn trong cái vùng checking planner của chúng ta rồi. Tôi cũng sẽ thiết lập y hệt như với hai cái đèn này. Tôi sẽ chọn cái layer màu đỏ. Tôi vào Effect Control, tôi copy cái fast blur và flow, edit copy. Tôi chọn lại cái layer COM 2 và tôi vào edit paste. Tôi sẽ để chế độ hòa trộn cho cái COM 2 là add. Ok, giờ tôi sẽ review và xem thử. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo một cái adjustment layer. Tôi sẽ vào layer new adjustment layer. Tôi sẽ vào effect, chọn color correction, chọn twin. Ở đây thì tôi sẽ thiết lập cho nó là 20%. Tôi vào effect, chọn color correction, chọn cure. Tôi thiết lập cái phần RGB cho nó tối một xíu
Các bạn cũng có thể thiết lập riêng cái phần hệ màu của các bạn. Giờ tôi sẽ review và xem thử. Bài hướng dẫn của tôi về VFX đến đây là kết thúc. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công trong quá trình thực hiện video clip này.